Các em nghe lời tôi vào ổn định chỗ ngồi Sao không ai nghe hết vậy thì tôi tư chứng Thầy giáo đoan ơi vào đây thầy đảm nhiệm lớp này Cứ yên tâm đi nhé vì lớp rất ngoan Cả lớp trật tự Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này Thôi thôi đi ra chỗ khác lớp không ai học đầu Chắc mới đến đúng không nãy nào công mới à Chưa đến lúc dọn dẹp mà xuống sân phơi lắng đê Ngồi im hết cho tôi có luật mới đây Là học sinh chứ không phải bố đời Giờ sách bút ra ghi quy định mới đi Có ý kiến gì thì phải hỏi ngay Quy định trong lớp tôi đề ra Không được trộm tóc như này nha Không được tô son phấn Trang điểm make up như là ma không được mang đồ ăn vào trong năm tôi bắt được sẽ không tha quy định như này đây nếu có các cậu chẳng không chấp hành được xin bày ra đầu chọc ra đây đi về em nhé đầu em lắm hôm qua mới cắt xong thừa thầy thôi thôi cậu đừng lý do trường lớp chứ không phải xã hội quay đầu lại nhìn về đằng sau phía sân trường đi Cậu có thấy ná không nhặt hết xùm tôi? Em đã làm sai gì? Quần nào rách rách trông như là ăn mày. Ê, 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 bọn máy có thấy chúng ta như là đang bị áp bức. Đang bình yên tự nhiên mọc ra cái lão lầy. Thôi, giờ tao có một cách khiến cho lão phải ra đi. Đi thật xa, thật xa mà không có lối về. Vành, mày cầm một đầu dây rồi thong xuống chỗ mày Còn mau ca mau đe thì cưa đúng chỗ này Lầy lầy minh mập ơi, mày ăn nó nhanh nên Ê, lầy lầy bọn mày ơi ông đến bên kia rồi Chuẩn bị nhanh nhanh lên rồi đi xuống chỗ ngồi Mỉm cười và khoanh tay kịch hay sắp đến rồi Vừa lăng to cơ mà Trời đột nhiên lại ấp xuống một cơn mưa rông thật bất ngờ dạ thầy ơi do cơn mưa to nên em mới đến muộn vì cậu là lần đầu lên tôi cho qua đã nhớ chưa a à, a à, vơ đầu lào từ từ ngồi dậy tôi đỡ cậu lên trên ghế ngồi từ ngày học trường này không ai tốt như thầy thật là chuyện cảm động em rơi nước mắt đây Do thấy mây chẳng hay thằng Lam mặt ngu tự nhiên nó no đến muộn Thôi nghe tao lốt cách này, răng dây ra đứng hai bên đường Bây giờ hay ở đây để tao chạy ra bụi cây đằng kia đứng đó rình Ông ta đi qua tao sẽ giơ tay, hai bên căng dây ngã sấp mặt nền Ơ kìa Hương cờ rút của anh tại sao lại qua lôi lầy Hương ơi, anh em ơi tân nó đã giơ tay Mau mau nhanh lên kéo căng dây nào <laughs> Tiên sư chúng mày Đường nhà bọn mày à mà lại căng dây ở chỗ này Mày nhiều lời làm gì mau mau mang dây choi hết lại Lục tiền thì chuộc lại không có là tao sẽ cắt tay Ơ ờ, thôi chết rồi Thằng Nam với Minh Bạch bị bắt rồi Thưa thầy Thôi được rồi, các em cứ bình tĩnh, chờ tôi ở đây để tôi đi gọi thêm người tới giúp. Cách tốt nhất là mình chờ thầy xem sao. Tao thấy vô ích vì thầy chẳng quan tâm đâu, thì hãy thử nghĩ xem do mình đã trêu chọc thầy. Đây là mà thầy lo cho thôi, ngư nghĩ cách khác đi chứ biết trông chờ gì. Ê, hay là mình đi bao công an? Không, mình thì làm gì có chứng cứ liên quan. Tao thấy bên mau có khi là cua làm ngu À chứng cứ đây rồi tao nghĩ bao công an được Mày đã thấy cái gì mới khém xét qua hiện trường Thì thấy cái băng đầu chắc chắn cua làm ngu rồi Thôi chấp tay tao à mày luôn Giờ chẳng còn thời gian đâu Giờ tao muốn có tiền nếu muốn chúng lo an toàn Tôi sẽ cô đưa ông tiền Các ông muốn bao nhiêu tiền Tao muốn có 20 ngàn đô 8 giờ tối hôm nay phải có tiền Ờ ờ ờ ờ Tính sao anh em Biết xoay đâu ra Đánh nô xem sao Chúng mây ra có tiền Bố tao ôm nô Để tao ghi cho Đến nước này mà bọn mày vẫn đứng đây đùa À Đứng lên anh em Chúng ta đi đâu Cứu Anh em chúng ta đồng người hơn Lấy vũ khí ra màu ta cùng nến đường Chúng nó đứng đó chúng ta biết vô trong làm sao không sao yên tâm tao đã có cách của tao Giờ thì tao chảy ra đánh nạc hướng kêu loa ngoài này Bọn mày nhân thời cơ chui vào đó cứu ló ra cho nhanh là xong Mày ơi sao ở trong đông người hơn phía ngoài đây Nhìn quanh tao tổng kết có tổng tươi làm thẳng đưng Giờ đây phải làm sao khi bọn nó no đông người hơn ôi không có sao đâu hay cứ yên tâm tao đã có cách để tay chúng nó giờ tao với thằng banh quá đây nơi tiền ra kéo chúng nó nha thế còn Nisa đi theo tao ơ ừ, các anh chắc chưa ăn gì vậy thì nhánh chân theo em nào đi vào đây mình cùng nấu cơm một con bo sắp hết qua lầy mới thơm trời đang lăng mà phải đứng gác hụt cùng em điếu thuốc nha bác Chú ở đâu sao anh không quen, em ở đâu cũng không quan trọng. là mời bác dít cho sâu vào, thuốc ở đâu mà thơm thế em. Tại sao anh thấy choáng váng mày này đỡ anh, chúc anh yêu ngủ ngon. Lũ chung mày to gan thật đầy cả gan đến đây tay không bắt giặc làm gì mà tay không chúng cháu có mang vũ khí mà nhốt hết vào trong kho đợi tao ngày mai đích thân tao đi giao hàng lội tàng tăng giá đại ca chúng quà to À hoa ra là chủ buồn lòng mẹ Làm cháu cứ lo bắt cóc tống tiền Thôi vui tùy lúc thả cháu đi Tôi mất rồi À thì đúng tao là dân buồn lòng mẹ Biệt danh của tao cu thóc màu lạnh Lòng mẹ tao buồn Nấy từ bụng chúng mày ra <laughs> Dừng tay lại Chúng mày bắt nhầm người rồi Nhầm người á Dựa vào một mình mày á Mày đùa bố mày đây à Đại 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 ca ơi Nó nó không đùa đâu Đại ca nhìn kìa Trời ơi Mày là thằng nào Tại sao quen toàn siêu nhân vậy Tao là ai không quan trọng mày bắt học sinh của tao thì tao đánh mày các bạn ơi xông lên Hoan hô thắng rồi. Cuối cùng bọn bắt cóc đã bị một trận đòn như tử và bị công an bắt. Chúng em sai xin thầy cứ trách đi. Lỗi do em mới xảy ra thế này. Hiểu sai là cũng tốt lắm đây. Quan trọng sửa sai mới khó đây. Để cho thành tích quyết định. Chúng em đây hứa từ đây sẽ chăm hứa với thầy lớp mình sẽ dẫn đầu chỉ riêng học sẽ không vui đâu vừa học vừa chơi sẽ vui hơn cả lớp đoàn kết thầy ơi câu hỏi dành cho các bạn khán giả hai bạn nào đã bị bắt cóc đáp án A Minh Mập và Nam đáp án B Minh Mập và Tiểu Bảo Bảo đáp án C Tiểu Bảo Bảo và Nam và cuối cùng đáp án D Tiểu Bảo Bảo và Minh Mập video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đắt lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2. Bật mí với các bạn là ở phần này chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo sẽ không là những giáo viên và phụ huynh nữa mà sẽ trở thành những học sinh cùng với rất là nhiều những người bạn học nổi tiếng của mình như là là tên là Vlog, Bella, BTS, Minh Mập, bánh bao, anh em nhà Mauca, Mau ca, Mau đệ sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.